Chiều 19 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng cho biết vừa có văn bản chỉ đạo gửi các ngành chức năng và Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn điều tra vụ đấu giá mỏ cát 370 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn đang gây xôn xao dư luận. Theo nội dung văn bản, sáng 18 tháng 10, tại hội trường Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn, công ty cổ phần đấu giá Hợp Danh Hòa Thuận, đơn vị được Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn thuê thực hiện đấu giá, đã tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ký hiệu DB2B, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn. Kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ này có yếu tố bất thường với giá trả cao rất nhiều lần so với giá khởi điểm và giá vật liệu xây dựng được cơ quan chức năng công bố, có dấu hiệu thao túng thị trường để trục lợi, đẩy giá vật liệu cát xây dựng lên cao, tác động xấu đến an ninh kinh tế và trật tự xã hội. Trước tình hình này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, các ngành chức năng liên quan và Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, quy trình, thủ tục liên quan đến việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ DB2B. Bên cạnh đó, ông Lê Văn Dũng giao Công an tỉnh chỉ đạo điều tra xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của việc trả giá cao bất thường tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ DB2B, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường để trục lợi. Và trong thời gian chờ các ngành chức năng kiểm tra xử lý, Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn tạm thời chưa ban hành quyết định công nhận kết quả trúng thầu đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ DB2B. Chiều 19 tháng 10, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trường tiểu học Trương Dương đã có quyết định kỷ luật cô giáo xin tiền hỗ trợ mua máy tính cá nhân theo hình thức cảnh cáo. Đồng thời nhà trường đã bố trí giáo viên này phụ trách công tác giáo vụ từ thứ hai, tức là ngày 21 tháng 10 đến hết năm học 2024-2025. Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo quận 1 cho biết, tới đây phòng sẽ phân công nhân sự theo dõi, chia sẻ, nắm bắt thông tin của các cơ sở giáo dục trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn cũng như xử lý các vấn đề phát sinh. Trước đó đã xảy ra vụ việc giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3 trường tiểu học Trương Dương đề nghị phụ huynh hỗ trợ tiền mua máy tính cá nhân. Sự việc này đã khiến cho nhiều phụ huynh bức xúc bởi những lời nói và hành vi không phù hợp đối với một giáo viên. Vào ngày 30 tháng 9, trường tiểu học Trương Dương đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3. Thời gian tạm đình chỉ công tác là 15 ngày, với lý do xác minh, làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét xử lý hướng kỷ luật. Để đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho các em học sinh, ban giáo hiệu nhà trường tiểu học Trương Dương đã ban hành quyết định phân công cô Đinh Thị Kim Thoa là phó hiệu trưởng nhà trường đảm nhận nhiệm vụ phụ trách lớp 4/3, phụ trách việc giảng dạy các em ngay vào sáng mùng 1 tháng 10. Ngày 19 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị xác nhận, lực lượng công binh của đơn vị vừa di rời an toàn quả bom ở thôn Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, quả bom này là loại bom còn sót lại sau chiến tranh, được phát hiện trong quá trình thi công hệ thống trụ điện. Vị trí quả bom nằm ở khu vực đông dân cư ở thôn Mai Xá. Sau khi kiểm tra và xử lý an toàn, lực lượng công binh đã di rời quả bom đến nơi tập kết, chờ hủy nổ theo quy định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định quả bom có ký hiệu MK8 với đường kính 23cm, nặng 113kg và dài 1,1m. Cách đây hơn 10 ngày, một quả bom nặng khoảng 500kg cũng đã được nhóm công nhân phát hiện trong lúc thi công dự án ở xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến bỏ đề xuất bốc thăm môn thi thứ 3 vào lớp 10, song lại dự kiến môn này sẽ thay đổi hàng năm để tránh học lệch, học tủ. Nội dung này nằm trong dự thảo quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được đơn vị công bố vào ngày 19 tháng 10. Với tuyển sinh vào lớp 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến 3 phương thức gồm thi tuyển, xét tuyển và kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Việc lựa chọn phương thức nào thuộc thẩm quyền của địa phương. Riêng với thi tuyển, để có sự thống nhất trong toàn quốc và hướng tới kỳ thi nhẹ nhàng, không gây tốn kém, Bộ Giáo dục dự kiến quy định thi 3 môn gồm toán, ngữ văn và môn thi thứ 3 hoặc bài thi tổ hợp. Môn thi thứ 3 này do Sở Giáo dục và Đào tạo, trường đại học có trường trung học phổ thông lựa chọn từ các môn có đánh giá bằng điểm số gồm ngoại ngữ 1, giáo dục công dân, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, công nghệ, tin học. Môn này sẽ có sự thay đổi hàng năm, được công bố trước ngày 31 tháng 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng việc này nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, tránh học tủ, học lệch. Ngoài ra, Bộ còn dự kiến thời gian làm bài ở các môn.
trong đó môn ngữ văn là 120 phút, môn toán từ 90 đến 120 phút, môn thi thứ 3 sẽ từ 60 đến 90 phút, còn bài thi tổ hợp sẽ từ 90 đến 120 phút. Nội dung thi chủ yếu là chương trình lớp 9. Bộ cho biết đã nhận được góp ý từ gần 8.900 trường trung học và 63 sở giáo dục và đào tạo. Trong đó, 60 địa phương đồng ý với phương án thi 3 môn vào lớp 10, cho rằng việc này là phù hợp với thực tế và giảm áp lực. Gần 8.300 trường học đồng ý với các nội dung dự thảo. Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ Giao thông Vận tải. Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất không xét nghiệm nồng độ cồn với người khám sức khỏe thi bằng lái xe. Theo Thanh tra Chính phủ, kết quả kiểm tra nồng độ cồn chỉ phản ánh tại thời điểm khám sức khỏe, không phải tại thời điểm điều khiển phương tiện của người điều khiển phương tiện. Do đó, quy định yêu cầu xét nghiệm nồng độ cồn tại thời điểm khám sức khỏe của người đề nghị cấp giấy phép lái xe là không cần thiết, làm tăng chi phí cho người dân khi làm thủ tục cấp mới, cấp đổi bằng lái. Báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 1 năm 2023, toàn ngành giao thông vận tải cấp hơn 9,9 triệu giấy phép lái xe các loại. Tính đơn giá hơn 35.000 đồng một lần xét nghiệm thì chi phí người khám sức khỏe bỏ ra để xét nghiệm nồng độ cồn là khoảng 350 tỷ đồng. Từ thực tế này, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu sửa đổi mẫu giấy khám sức khỏe của người lái xe tại Thông tư 24 năm 2015. Trong đó, cơ quan thanh tra đề nghị bỏ chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở để đơn giản hóa, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân khi thực hiện cấp đổi bằng lái xe. Khuya mùng 10 tháng 10 vừa qua, AFC đã chính thức nêu ra quan điểm về vụ việc hàng nghìn người hâm mộ cực đoan Indonesia tấn công các tuyển thủ Bahrain sau trận Bahrain hòa Indonesia 2-2. Trong thông điệp liên quan đến vụ việc hàng chục tuyển thủ Bahrain, quan chức bóng đá Bahrain bị hàng nghìn fan cực đoan Indonesia dọa sát hại trên các trang mạng xã hội của các tuyển thủ, quan chức Bahrain và cả trang web của Liên đoàn bóng đá Bahrain, AFC đã chính thức nêu quan điểm có phần cứng rắn rằng họ biết tiền án của bóng đá trước nước này. AFC chính thức nêu quan điểm cho rằng đây là vấn đề nghiêm trọng, chuyện không phải đùa khi một đội bóng đá Indonesia nhiều thập kỷ qua đã có dấu tích không tốt qua những vụ bạo lực bóng đá chết người. AFC coi mạng sống của con người nói chung và cầu thủ nói riêng phải an toàn tuyệt đối, đó luôn là phương châm hàng đầu. Vòng loại World Cup 2026 trực thuộc trách nhiệm tuyệt đối của FIFA và AFC. Mọi thứ đã được cảnh báo, không có lý do gì AFC không coi là chuyện đơn giản. Tuy nhiên, AFC cần phải bàn bạc nghiêm túc và thấu đáo với FIFA khi đưa ra quyết định. AFC cũng chính thức kết luận việc Bahrain đề xuất lên FIFA và AFC chuyển trận đấu lượt về Indonesia và Bahrain sang một quốc gia khác an toàn. Đó là yêu cầu chính đáng, chứ không phải cơ hội. Ai cũng vậy, mạng sống con người, cầu thủ phải được đặt lên hàng đầu. AFC cũng cho biết cụ thể rằng, ngoài hàng triệu người hâm mộ Indonesia cho rằng trọng tài đã bù giờ hiệp 2 9 phút là quá lâu để cuối cùng Bahrain sang bằng điểm số 2-2 ở phút 90+9, thì điều quan trọng hơn ngay sau trận đấu đó là các quan chức của đoàn bóng đá Indonesia cũng nêu quan điểm. Đó là lý do AFC phải coi chuyện này là nghiêm túc. Lượt về nếu Bahrain thắng Indonesia tại Indonesia thì có thể mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của nhiều phía, trong đó có lực lượng làm nhiệm vụ.